Dạ con xin chào các cô ha, con là bé Dung đây ạ. À, con là bé Dung đây, kênh của con là chuyên đồ bộ tôn Mỹ Dung á, con là Mỹ Dung. Dạ hôm nay con về một mẫu đồ. Dạ đây xuất sắc các cô, quần dài ha, hai da à. Tay cô, tay là tay dạng này là tay sao ta, tay sách tay như con này nhưng mà nó không có lơ lơ ha, nhưng mà nó cũng dạng mẫu như vậy. Dạ rất là đẹp ha các cô, cổ ha, cổ vuông ha, cổ vuông có hình nơ ở đây rất là xinh luôn. Cái tay nó như vậy nè các cô, con mặc vô nè, nó không có để, nó không có hở nách ha, nó không có hở nách, nó không có hở nách. Dạ rồi con mặc vô cho các cô xem ha. Dạ đây rất là xinh ha, rất là xinh. Dạ cái cổ nè, quá đẹp luôn. Con có từ size 2 đến size 5 mà, con có từ size 2 đến size 5 mà. Dạ đây, cái form hay cái đồ nó như vậy nè. Rất là đẹp ha, rất là đẹp. Size 2 ha các cô, size 2 ha, size 2 từ 40 kg, từ 40 kg, từ 40 kg à. À, 40 đến 50 ha, 40 đến 45, 50 ha, tùy theo chiều cao ạ, à. Tùy theo chiều cao ạ, à. Tùy theo chiều cao ha, tùy theo chiều cao. Con má một bộ đồ làm mẫu ha, mã số 1 của con nè. Con má một bộ làm mẫu cho các cô xem ha. Dạ đây, một bộ làm mẫu cho các cô xem ạ, à. Con một bộ làm mẫu cho các cô xem ha. Dạ đó là form ha, mã số 1 của con. Mã 1 size 2. Mã 2 size 2 ha. Một bộ đồ của con có giá là 80.000 thôi ạ, 80.000 thôi ha. 80.000 một bộ đồ ha. Con vẫn đi hai bộ ha. Chỉ là video hôm qua thì con xin phép các cô cho con đi ba bộ nhưng mà nó hôm nay thì con đi hai bộ thôi ạ, à. Quay về hai bộ ha. Tiền ship của con là 20.000 trên một đơn ha. Dạ con xin nhín chút thời gian, con xin phép nói là thực ra là 20.000 tiền ship á, 20.000 tiền ship đó là con đã trợ giá rồi, con đã trợ giá tiếp các cô rồi, là đồng giá luôn. À, các cô mua một bộ, hai bộ, ba bộ, mua nhiều bộ thì tiền ship vẫn là 20.000 ạ. À. Dạ vẫn là 20.000 ha. Dạ đây. Bộ đồ của con đây size 2. Dạ size 2 ạ, à. Size 2 ha, 40 đến 50 kg, tùy theo chiều cao mà có thể size 2 50 kg mặc vừa ha. Hiện tại con là 57 kg. Hồi nãy con chồng cái áo vô á thì cái tay này nó hơi ôm. Tay này hơi ôm thì do là bắp tay con to thôi. Nhưng mà con sẽ không lấy size 2 đâu ạ. À. Với lý do là giải này nó sẽ rút ha. Giải này nó chắc chắn là nó rút ạ. À. Cho nên là con sẽ lấy size 3 nhích lên một size. Size 2 con vừa, 57 kg con vẫn vừa, nhưng con sẽ lên size 3 ha các cô. Size 3 ạ. À. Với lý do là giải nó sẽ rút, cho nên đó là con sẽ lên một size ạ. À. Mã 3 size 2. Dạ mỗi màu đó có màu thì con sẽ có 1 đến 2 bộ, còn có màu thì con chỉ có một bộ duy nhất thôi ha. Con chỉ có một bộ duy nhất thôi á, là mong các cô thông cảm ha. Mong các cô thông cảm và yêu thương con ạ. À. Mã 3 size 2. Nhưng mà các cô yêu thương bộ nào á thì cứ inbox qua con qua số điện thoại 0343 300210, con sẽ cố gắng tìm cho các cô ạ. À. Cố gắng tìm ha. Mã 4. Ton 2 da thôi ạ. À. Cái này không phải là ton 5D ạ, à. Nó chỉ là ton 2 da thôi cho nên là cái giá thành nó sẽ rẻ. Cái giá thành nó sẽ rẻ hơn nhưng mà bộ đồ rất là xinh ha. Rất là xinh ha, bộ đồ này xinh quá. Bộ này xinh quá, size 2 ạ, à, 40 cho đến 50 kg, tùy theo vào chiều cao cân nặng ạ. À. Tùy theo chiều cao cân nặng mà có thể là mình mặc vừa ha. Bộ này xinh quá, con treo bộ này lên.
là đẹp luôn ạ. Mã 5 ha các cô, mã 5, mã 5. Dạ đây. Cái form ha, cái form đồ nè, cái form đồ cái tay nè. Cái tay này là video đầu tiên con like luôn á. Video đầu tiên con like luôn ạ. Mã 4 ha. Mã 4 là hình con đang like con treo lên. Mã 5 size 2, 40 cho đến 50 kg tùy theo chiều cao ha, tùy theo chiều cao ạ. Các cô cứ báo số ký và cân nặng giúp con ạ. Các cô cứ báo số ký ha. Size 2 của con á là thực ra là hồi nãy là con chồng vô dừa á. Nhưng mà con sẽ lấy size 3 ha, con sẽ mặc size 3 một xíu nữa, con sẽ mặc size 3 cho các cô á có thể hình dung được. Mã 6. Một bộ của con là 80.000 ha. Con đi 2 bộ á, tiền ship của con là 20.000 ha, 20.000 đồng giá ạ. 20.000 đồng giá ha các cô, quá đẹp luôn bộ hộp gà này các cô. Mã 6 bộ hộp gà size 2 ạ. Mã 7. Cái bộ này nhìn tươi tươi đẹp đẹp không ạ. Mã 7 size 2 quá đẹp luôn ạ. Quần dài ha các cô, quần dài ạ. Quần dài 80.000 một bộ. 80.000 một bộ. Mã 8 ạ. Mã 8. Cổ vuông ha, cổ vuông quá đẹp luôn, xuất sắc luôn. Bộ này mã 8 quá đẹp. Mã 8. Dạ mã 9 ha, mã 9. Cái bông này con bán chạy lắm á. Cái bông này là con bán chạy lắm á. Qua nay á là các con cứ chốt cái mẫu tay lỡ bông này á rất là nhiều luôn. Hôm nay con về mấy bộ nhưng mà là size 2 hay các cô size 2. Dạ, con hết rồi, con lên tiếp tục size 3 ha. Dạ, size 3 này con sẽ thử vô cho các cô xem. Mã 10 size 3. Dạ hồi nãy cái con thử cái size 2 á, cái tay nó hơi ôm. Dạ, nhưng mà con đã trừ hao rồi đó. Hồi thay con là 57 58 kg nhưng mà hồi nãy con mặc cái size 2 á là con trừ hao là đã 5 kg rồi, cho nên các cô á báo số ký giúp con là chính xác ha, để tránh là nó sẽ bị trật ha. Dạ đây, cái tay đây nó rộng hơn rồi nè. Dạ. Nó đã rộng hơn rồi nè. Khi mà nó rút lại là cái size 3 này con mặc vừa ha. Cái cổ nè. À, bộ đồ quá xuất sắc luôn mà chỉ có 80.000 thôi các cô. Bộ đồ quá xuất sắc luôn, nhìn quá là tươi luôn. Bộ đồ quá tươi luôn. Tươi. Tươi không cần tưới luôn. Tươi không cần tưới luôn. Mã 10 ha, mã 10 size 3. Mã 10 size 3. Mười một size ba. Màu này là màu xanh ha. Màu này là màu xanh rêu ha, xanh rêu nhạt ha. Các cô quá xuất sắc luôn ạ. À. Bộ bông quá đẹp luôn. Con đưa cận cho các cô xem nè. Quá đẹp luôn ạ. À. Quá đẹp luôn. 11 size 3. Tám mươi ngàn một bộ thôi. Một bộ chỉ có giá 80.000 thôi ạ. Wow, bộ này lạ quá cô. Bộ này rất là lạ luôn nè. Bộ này quá lạ luôn ạ. 80.000 một bộ thôi ạ. 80.000 một bộ ha. 80.000 một bộ. Con chỉ đi 2 bộ ha. 2 bộ con đã đi đơn rồi. 13 ha. 13 xây ra 2 bộ thôi là con đã đi đơn rồi ạ. 2 bộ thôi là con đã chốt đơn rồi.
Bộ này còn nhìn sang hơn nữa này các cô ơi. Bộ này quá sang luôn ạ. À. Bộ này quá sang luôn ạ. À. 13 size 3 ha, 13 size 3. Chiếc này con về lô mà toàn bông sáng thôi, 14 size 3. Bông sáng thôi ạ. À. Dạ đây. Quá xuất sắc luôn ạ. À. Chiến này về quá rồi. Nhanh tay các cô ơi, nhanh tay chốt đơn giúp con đi ạ. À. Nhanh tay đi ạ. À. Một bộ chỉ có 80 ngàn thôi. Tiền ship là 20 ngàn. Hai bộ là ra chỉ có 90 ngàn cho một bộ bộ vải ha, hai da ha, quần dài 90 ngàn thôi ạ. À. Một bộ đồ như vậy chỉ có giá 90 ngàn. Cộng tiền ship luôn là chỉ có 90 ngàn thôi. Chỉ cần là điện thoại nhấc máy, điện thoại qua số điện thoại 0343 300 210 chốt mà chốt đơn thành công ngồi tại nhà, anh shipper sẽ giao tới tận nhà cho các cô luôn ạ. À. Anh shipper sẽ giao tới tận nhà cho các cô luôn. Bên con thì được đồng kiểm tra hàng ha, đồng kiểm tra hàng mã 15 ạ. À. Bên con được kiểm tra hàng nên các cô cứ yên tâm ha. Trên điện thoại thì có thể là nó sẽ sáng hoặc là tối hơn, cho nên nó là khi các cô nhận hàng rồi cứ xem màn, cứ xem mở bung hàng ra cho con coi đúng hàng không, đúng sai không, à, đồ con giao có bị như thế nào không á, thì có quyền ha đổi trả ha, kêu anh shipper điện thoại cho con và có quyền được đổi trả ha. Mã 15 đây ạ. À. Wow, hoa văn cực kỳ sang luôn. Hoa sen hả? Không phải hoa sen, quá sang luôn các cô ơi. Mã 15 size 3, mã 15 size 3. Các cô cứ việc ha, các cô cứ việc đó là kiểm tra hàng ạ, à. Cứ việc kiểm tra hàng à, đúng màu, đúng mã, đúng size, đúng vải, đúng như lời con nói thì các cô có quyền nhận ha. Cái quần này á thật ra là chín tấc nhưng mà con xin phép ha, nó không được chín tấc đâu ạ. À. Lý do gì sao? 16. Mã 16 ha, để con bung ra. Lý do gì sao? Thứ nhất á là cái quần này nè, họ họ cắt chín tấc nhưng mà họ đã đạp lên rồi. Dạ, thứ hai là khi giặt rồi thì nó sẽ rút lên. Dạ, khi nó giặt rồi nó sẽ rút lên thì nó phải còn 85 86 thôi. Nó rút lên thì chỉ còn là 85 86. Chỉ nói là chín tấc thì là chín tấc là cho tròn thôi, nhưng mà thực tế khi mình nhận về á, khi mình nhận về thì chỉ có 85 hoặc 86 thôi. Cho nên là cô nào mà tầm khoảng 1m6 mà trên 1m6, 61, 62 như con thì nó sẽ là nó tầm khoảng trên cái mắt cá một xíu ha các cô. Còn cô nào mà tầm khoảng là 1m5, 1m5, 1m55 á thì con bao. Con bao là nó dài ạ, à. Con bao là nó dài tới phủ chân luôn ha. Con dao nó dài phủ chân ạ. À. Mã 16 à, mã 16. Mã 17. Mã 17 của con à. Toàn là bông tươi bông sen thôi à, toàn là bông tươi bông sen thôi mà mấy bộ này á mình có thể đi chợ được. Quần dài các cô, mình có thể đi chợ hoặc là mình đi vòng vòng mà hàng xóm láng giềng cũng là được à. Chiều chiều mát mát mình đi tập thể dục mà mặc bộ đồ này lên thì quá thoải mái luôn à. Dạ đây, mã 17. Mã 18. Mã 18. Mã 18 thì màu hơi nhu hơn nhưng mà cái bông rất là đẹp ha, nó không phải tối đâu ạ. À. Nhìn rất là sang ha, màu nó nhu thiệt nhưng mà cái bông nhìn lên rất là sang ạ. À. Rất là sang ạ. À. Dạ, các cô nhấc máy lên và điện qua số điện thoại 0343 300 210. Chốt đơn mẫu này ha các cô, chốt môn mẫu này giúp con là rất là sang luôn à, rất là đẹp à. Shop của con tên là chuyên đồ bộ tôn Mỹ Dung á, chuyên đồ bộ tôn Mỹ Dung ạ. Một bộ chỉ có 80 ngàn thôi, một bộ con chỉ có 80 ngàn thôi, quá rẻ luôn. Con đi hai bộ là chạy ra chỉ có 90 ngàn một bộ thôi. Con đi hai bộ chỉ có 90 ngàn thôi mà mình quá tiện quá lời luôn. Thay vì mình đi chợ mình phải mua đồ, mình phải ngồi lựa, thì bây giờ anh shipper đem tới tận nhà và mình sẽ mở bọc ra mình coi, mình coi mình ok thì mình đưa tiền thôi ạ. À. Mình đưa tiền thôi ạ. À.
Dạ con bây giờ con lên size 4 ha. Size 4 của con thì tầm khoảng 65 cho đến 70 kg ha. 65 cho đến 70 kg, 70 72 kg tùy theo chiều cao ha. Cho nên con xin phép các cô là cho con xin chiều cao ha. Cho con xin chiều cao để con có thể tư vấn cho chính xác ha. Và một điều nữa là con đã trừ hao cái độ rút của nó khi mà mình giặt 1-2 nước ha. 1-2 nước ha. Con xin phép là giải này nó sẽ rút 1-2 nước ha, chứ không phải là mình giặt một nước thì nó không rút nữa ha. Tới nước thứ ba thì nó sẽ là hết ha các cô, là nó về form đồ ha. Nó về form đồ ha. Mã 19 nè. Size 4 mã 19. Mỗi size mỗi mã là một màu khác nhau, cho nên con xin phép các cô hãy chọn mã ha. Chọn mã giúp con à. Chọn mã giúp con à. Mã 20. Mã 20 cho từ 65 cho đến 72, 73 kg vẫn vừa ha. 72 kg ha. Mã 20. 21 à. Hai màu giống nhau, nhưng mà một màu thì xanh, một màu thì xanh da trời, một màu thì xanh lá ha. Một màu thì xanh lá quá đẹp luôn các cô ơi. Một bộ này có 90.000 thôi, quá xứng đáng luôn à. Một bộ chỉ có 90.000 mà hoa văn này các cô ơi. Ton này là ton 2 da ha. Vải ton 2 da, chất liệu mềm mịn mượt ha. Có điều là nó nhược điểm của nó chỉ là rút nhiều hơn là ton nhung và 5D thôi à. Nhược điểm của nó ha. À, con xin nói lại một lần nữa là trong video lúc nào con cũng nói cái nhược điểm này mình có thể khắc phục được à. Có thể khắc phục được là mình chỉ cần nâng cái size lên, nâng một size lên, thay vì là mình mặc bộ đồ thường là size 3 thì bây giờ mình nâng một size lên thì chắc chắn là mình mua với cái giá tiền là 90.000 một bộ, như vậy là quá rẻ luôn à. Quá rẻ luôn à. Mã 22 là màu giống như là màu sữa ha các cô. Màu không, màu này không phải màu sữa đâu. Màu này giống như là màu vàng ngà ngà, màu vàng đó các cô. Ở này màu này không có đậm đâu ha các cô, do ánh đèn thôi. Màu này không đậm đâu à. Màu này không đậm đâu. Màu vàng á, ở ngoài màu vàng á, rất là đẹp luôn ạ. 22 ha. 23 size 4 quá lạ luôn à. Hai mươi ba con xin phép là 23 size 4. 23 size 4 à. 23 size 4. Dạ, 24 say 4. Xuất sắc luôn các cô ơi. Bộ bông nền mà tối nhưng mà nó kết hợp với cái hoa văn là hình sò đẹp á. Nhìn lên bộ đồ quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. 24, 25. Cái bông này con bán chạy với tay lỡ lắm nè. Ton 2 da ha các cô. Ton này là ton 2 da ha. Con xin nói lại ha. Ton 2 da chứ không phải là 5D à. Size 4. Bộ này là giống như bộ con đang đưa lên nè. Mà nó là size 4. Còn cái bộ con đang đưa treo lên là size 3. Quá đẹp ha các cô. Quá đẹp luôn. 26. 27 ha. 27. Size 4. Hiện tại là con like size 4 ha. 27 ha. 27 size 4. Quá to luôn. 65 70 kg vừa ha. 65 70 kg ha. Dạ con lên tiếp ha. 28. 28 size 5. Dạ đây ạ. 28 size 5 ha. 28 size 5. Bộ này quá đẹp luôn ạ.
hình chiếc lá ha, hình chiếc lá, lá màu xanh ha, kết hợp với màu trắng. À, bộ này thì mặt thì nó sợ dơ nhưng mà nhìn rất là sang ha, màu màu sáng thì mặc lên rất là sang à. 28 à. Con lên size 5 ha các cô. 28, 29, 75 đến 80 kg giúp con à. 75 đến 80 kg giúp con ha. 75 đến 80 kg giúp con à. 29. Bộ này quá ưng ý luôn. 29 size 5. Chiến này về cái tay nhìn nó lạ ha các con. Cái tay này đó là không phải là nó lạ đâu, mà là cái video mà cái kênh của con nó lạ thôi, chứ cái mẫu này nó không có lạ đâu. Cái mẫu này thì bán đại trà rồi, nhưng mà hôm nay là con nhập về con bán phục vụ cho các cô á. Các cô yêu thương ủng hộ con ạ. Một bộ chỉ với 90.000 con đã cộng tiền ship luôn rồi ạ. Tiền ship luôn à. Tại vì một đơn vậy là con đi hai bộ á, một đơn con đi hai bộ cho nên là con chia đều ra là một bộ chỉ có 90.000 thôi, chưa tới 100.000 mà mình đã có hai, à con xin lỗi, chưa tới 100.000 là mình đã có một bộ đồ rồi ha, một bộ đồ á, một bộ đồ ton dung ha. À, xin lỗi các cô, ton hai da ha, một đồ đồ ton hai da mà chỉ có giá 90.000. Quần dài ha các cô, quần dài ha. Dạ các cô có thể mua về cho mẹ mình với cái bộ đồ này cũng quá đẹp luôn này các cô. Wow, các bà, à, các cô có thể mua về cho bà, cho bà cũng được ạ. À, các chị ha, các chị mua về cho bà, cô mua về cho mẹ. Bộ này quá đẹp luôn, size 5 ha. Thường các bà là sẽ mặc mấy bộ mà màu tối hơn, màu tối hơn à. Mã 31 à. 32 size 5, 75 cho đến 70 cho đến 75 kg, 70 ha, 70 cho đến 75 kg à. 32 size 5. Con bán là một bộ 80.000 tiền ship luôn, là chỉ ra chỉ có 90.000 thôi. 33 33 size 5. Một bộ chỉ có 90.000 thôi à, một bộ chỉ có 90.000 thôi à. 10 nó mềm mà nó mát ha, nó nhẹ ha, ton thì nó nhẹ thì mình mặc nó thoải mái hơn à. 34 34 size 5. Đẹp các cô, xuất sắc. 35 size 5. 36 size 5. 36 size 5. Mẫu cuối cùng của con là 37 à. Con có từ 2 size 2 đến size 5, đạo từ 40 cho đến 75 kg ha. 37 là mẫu cuối cùng bên con à, size 7 à. Size 5 à. 80.000 một bộ, 80.000 một bộ. Con nói một hồi cái con liệu lưỡi luôn, con nói một hồi cái con liệu lưỡi tùm lum tùm la luôn. 37 size 5. Một bộ như vậy có giá là 80.000 ha các cô. Một bộ như vậy có giá là 80.000, chỉ với 80.000 tiền ship chạy ra chỉ có 90.000 thôi à. 90.000 mà mình chỉ cần nhấc máy alo với số điện thoại 0343 300 210 tới con à, tới con à. Con là Mỹ Dung mà, con là Mỹ Dung ha, con là Mỹ Dung. Một bộ như vậy á, một bộ như vậy chỉ có 90.000 thôi à. Là con cộng tiền ship luôn rồi á, con cộng tiền ship luôn rồi á.
xuất sắc luôn ạ. Xuất sắc ha các cô, không chơi vào đâu được đâu ạ. Không chơi vào đâu được đâu ạ. Dạ, video của con là đến đây là đã hết à. Con xin phép xuống like ha. Con xin phép xuống like. Con chúc các cô có một buổi tối thật là vui vẻ à. Con chúc các cô có một buổi tối xem video của con á là thật sảng khoái à. Con xin chào.